Xin chào các bác nhé. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bác hai cái vòng gỗ huyết long và vòng gỗ sưa đỏ. Thì hôm nay tôi sẽ so sánh hai cái vòng này thì nên đeo cái loại nào cho nó phù hợp với các bác thì các bác có thể đeo. Đây là vòng huyết long này. Đầu tiên là chúng ta nhìn thấy cái màu của nó, màu nó sáng hơn và nó màu nâu nâu đất, nâu vàng đó. Đó. Và cái khác biệt lớn nhất của cái gỗ huyết long và các cái loại gỗ khác đó là cái độ thấu quang. Giờ tôi sẽ test cái độ thấu quang của cái vòng. Đó. Đây là hạt 16 ni này các bạn này. Nó còn thấu đỏ rực cái này. Hạt 16 ni có 14 hạt. Đây là vòng lu. Cho nên là độ thấu quang của nó kém hơn cái độ thấu quang của hàng 100% này, hàng thấu quang 100%. Đó. Đây là hàng gỗ lu huyết long nhé. Đỏ rực, nói chung là nó thấu nhưng mà nó không được. Đó, các bác phải gì gì cái gỗ này, xoay cái gỗ này. Đó, bên dưới đỏ rực rồi. Đó, nó không được thấu mạnh như cái hàng gốc này. Đây. Đây là gốc nhưng mà không có lu thì nó thấu đỏ rực 100%. Còn cái hàng này là hàng lu này. Lu là nó bám bên ngoài này. Đây này, lu này. Những cái vân này gọi là vân lu, mắt lu này. Lu này. Bác nhìn nó khác hẳn. Người nào mà chơi gỗ, biết chơi gỗ thì người ta thường chơi lu. Lu là số 1 của các loại gỗ nhé. Gỗ nó già nó đành thì nó mới có nu, cây nó lâu năm thì nó mới xuất hiện nu được. Đó, nu nó thế, vân veo nó đẹp. Còn cái hàng này, đây là hàng thấu 100% này, nó cũng đẹp nhưng mà nó lại theo kiểu khác. Đó, các bạn nhìn kỹ nhá. Phân biệt. Các bác nào thích hàng thấu 100 thì tôi có thể cho bác hàng thấu 100. Đó, chưa gần gần đèn nó đã thấu đỏ rực 100%, rất là nhiều tinh dầu. Đó. Bác nào muốn sở hữu cái vòng như này có thể liên hệ trực tiếp đặt hàng tôi nhé. Tôi giao hàng toàn quốc. Tối rồi, giờ là tầm 9 rưỡi rồi, quay cái so sánh hai cái vòng nói hơi bé. Các bác thông cảm nha. Rồi bây giờ đến cái vòng gỗ sưa. Tôi sẽ nói cái vòng gỗ sưa này. Vòng gỗ sưa thì chủ yếu là chơi về vân và cái độ bóng và độ già của gỗ, vân vân nhiều và mịn và liền nhau này. Vân ví dụ mà nhiều mà liền xếp liền nhau, càng liền nhau thì càng gỗ càng già. Đó. Vân gỗ sưa đấy. Chất gỗ đen. Bóng. Đây này. Đó. Đây là tôi mic con tỉ hưu này cho anh khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Giá cũng rất là hợp lý, hấp dẫn đó các bạn. Ai cũng có thể sở hữu một chiếc vòng như này. Vòng đeo phong thủy dành cho con tỉ hưu này thì phù hợp với người làm kinh doanh. Ví dụ bán buôn cái gì đấy thì nên đeo con tỉ hưu này để nó thu tài chiêu lộc cho mình. Đây là mình cứ đeo, mình cứ sờ những cái đồng tiền này. Đó.
sợi đồng tiền này thì nó sẽ rất là may mắn theo quan niệm dân gian là như thế. Đây tôi đang đeo cái vòng huyết long, nú huyết long mít tỷ hưu này 20 ni, tôi đeo cùng với cái đồng hồ. Đây là vòng gỗ xưa 16 ni 13 hạt mix với con tỷ hưu, đeo rất là đẹp đó. Thì bác nào muốn đặt hàng gỗ xưa thì liên hệ trực tiếp với tôi, tôi sẽ tư vấn cỡ tay này, size này, số hạt này, phù hợp với tuổi, với mệnh, với lại cung, đeo phong thủy tài lộc, may mắn, bình an. Những cái người mà hay đi chùa đấy thì người ta đeo cái vòng này rất là nhiều. Đó. Thì nếu mà bác nào mà không thích mùi thơm mà thích vân và gỗ, chất gỗ bóng đẹp thì có thể là chọn cái một cái vòng gỗ xưa để đeo. Còn bác nào thích mùi thơm và thích nó đỏ thấu quang, nó đặc biệt ở cái chỗ là thấu quang soi đèn này đỏ, thì có thể là chọn vòng gỗ huyết long. Nhưng mà thực ra hai cái chất này nó gỗ nó già đanh giống nhau nhá. Gỗ nó rất là rắn chắc và chìm nước hết. Tôi có clip test nước rồi đấy. Hai cái vòng này chìm nước nặng và chìm nước hết vì gỗ nó rất là già. Nó chìm nước luôn. Đặt xuống nước là chìm nghỉm luôn. Đó. Chất gỗ rất là đẹp, bền, cứng. Đeo càng đeo nó càng bóng. Đây tôi đeo 5 6 tháng này nó xuống màu đẹp như này này. Đó. 20 ni, vòng 20 ni. Rồi. Ok, xin chào bác nha. Bác nào mà muốn đặt hàng thì có thể gọi trực tiếp hoặc là inbox cho tôi. Tôi sẽ trả lời và tư vấn cho bác. Xin chào nha.